Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật lại cho tất cả anh em một cái dự án là nhận 100 token có ký hiệu là Ano. Trước đây mình đã có hướng dẫn cho tất cả trên kênh của mình. Các bạn nào chưa đăng ký thì link phần link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản để nhận 100 token Ano Bri nha các bạn. Thì những bạn nào có đăng ký rồi thì các bạn vào đăng ký phải đi file mail các bạn. Rồi các bạn nhấp vào qua cho bên cùng nữa các bạn. Các bạn login vào các bạn. Sau khi các bạn login xong thì các bạn bấm vào một tên của mình mua này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một quỹ Ano, bấm vào một quỹ Ano nè các bạn, hình đồng tiền nè các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào thì các bạn nhấp vào một verify mail nè các bạn. Các bạn nhấp vào một xác minh thì nó có gã cho tất cả các bạn về một cái mã SMS nha các bạn, về email của tất cả các bạn. Thì các bạn nhập cái mã đó vào để cho nhập cái mã vào để xác nhận email của tất cả các bạn. Rồi thì cái dự án này thì sắp ra mắt một cái ứng dụng nha các bạn. Khi nào nó ra mắt cái ứng dụng thì mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây. Bạn nào đã làm thì nên verify email nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.